Rồi nghe các bạn, kênh Dân Miền Tây xin kính chào khán giả. Thì hôm nay Hiển về tới Đông Xuyên rồi, thì không có làm vườn nữa. Thì bữa nay là tới công chuyện nha, mình hết tóc cái thằng con của mình nghe khán giả. Hay nó cười nè, đây cục vàng của tôi đó nghe khán giả. Bắt đầu là hết tóc giọng đây. Thì Hiển qua thở tóc nha. Hiển bắt bác chỉ thì Hiển là thợ hớt tóc của nó, thì nó ra tiệm nó chịu hớt, anh Hiển hớt không à. Hai. Rồi bây giờ bắt đầu hớt tóc cho con mình các bạn nha. Bắt cả hết luôn. Bơi. Rồi. Bơi hết ngứa ngứa. Ngứa gì? Ngứa trán con á. Bắt hớt cho con nè. Có gãi con. Con bên đây đi ra ngoài chút ăn tắm luôn đó. Bây giờ chỉ sửa tóc. Thì hôm nay Hiển nhờ cái bà xã mình review cho Hiển chứ không có ai review cả các bạn nha. Ba. Ơi. Ba hớt mùa trước mà. Bây giờ đến đây ba hớt mùa sau, rồi. Hết vậy nó mát thôi, chứ con để dài nó nóng. Thì Hiển là bất đắc dĩ thôi nghe các bạn. Anh chàng nhà mình người của tôi là ổng không chịu hết ngoài tiệm. Bây giờ Hiển bất đắc dĩ Hiển hết cho con Hiển thôi. Lúc đầu cũng hết có được đâu các bạn ơi, hết như chơi như là chó táp rồi đó, hết cũng cái chục mấy lần rồi thành ra hết được các bạn. Con mà nó cũng thích hết tóc của mình hết cái đó, nó thành ra cái hết luôn. Như thứ hai nữa một phần á là mình lên trên internet đó, mình coi ta hết sao mình học rất là từ bạn hết biết thì cũng quen à, chứ nó không gì khó đâu, học lại chút xíu mà hết được rồi. Hiển giờ hiện đang chờ cái cỡ là cái cỡ 12, Hiển phá tóc con trước rồi đã, thì không thể về chưa hết cho nó được, hôm nay Hiển quay quay hết cho nó nè, nóng không ta? Cái chai vậy rồi. Rồi yên yên qua hết á. Cái chai gì vậy? Chai nước. Chai nước. Đi con. Con cúi xuống đi. Chú ba bà hết sao nó lên nó coi chiến coi đó đẹp thế nào. Xong bên đây rồi nha. Mình phát sơ sơ thôi. Là mình hớt cho nó có cái khuôn cái đi, cái đầu cái là mình chuyển sang cái là mình ấy. Mà chưa ba. Chưa con, chờ một chút nữa. Hết cười cười. Ai cười cười. Ủa mẹ quay mi. Mẹ cho hơi một màn kìa. Trời ơi, mắt đóng hình như mắt cười đó vậy. Mẹ đang quay giùm ba. Hiển hết bên đây. Bây giờ mình thì xài cái cỡ 12 mình phá cái tóc lớn trước đã đi, lát mình hết cái cỡ nhỏ hơn. Hiển qua thở tóc nha, Hiển hết các bạn xem là Hiển làm được cái vụ này thôi chứ không phải là Hiển hướng dẫn hết tóc nha, tại vì Hiển qua là chị thợ nha.
Đi nữa con. Con nghiêng vào đây cho bạn đấy. Không ai, con nghiêng vào đây. Rồi, hôm nay hết được rồi con đó. Ừ. Hôm nay hết được rồi con đó. Ừ. Không, con lấy đi hết có lẽ. Mẹ con có tắt quạt, con nấu với bà luôn. Nó vào. Ừ, con. Ê, bọc ăn cái gì vậy? Thôi con yên đi bác hết cho ấy nè con, ấy nó hết cho quá nè. Con sao? Con ai à, bên này nó chụp lát rồi. Bấm đứng đây này. Sao? Đây là cái thành phẩm của Hiển các bạn. Đây, anh chàng con trai cả của Hiển đây, gột vàng của Hiển. Sống chết gì còn? Gì nói tóc cho nó hết á. À, cô thấy à. Quay một vòng cho khán giả xem đi mẹ. Mẹ nấu nước tắm cho con luôn nha. Dạ. Có tỉa đuôi gùa không? Không, đuôi gùa vậy thôi, tỉa nữa. Wow. Yeah. Mát rồi. Cho mát rồi. Hôm lên con coi chứ. Chưa, không được. Cho mẹ coi quay cái con này cha không? Không được. Tóc đang cái cổ đang dính tóc con không có đi được. Đi ăn chở anh gớt hay sao? Con yếu cái này, ba lên cho con nghe. Mát không Chen? Mát. Quá trời mát luôn. Nó không ra đâu, lột lột cái áo nó ra luôn đi, để dính vô áo rồi. Chen. Thôi. Nhà hồi nhỏ ba cho con ở chuồng mà mẹ. Ừ. Lại giờ có cái khăn tròn rồi, cho nên đâu cho ở chuồng đâu. Được khen vậy ha. Con không kêu con. Con ướt mà nè. Hết giờ con mình thôi. Có mồ hôi mà nè. Xem mẹ coi xe cốt mẹ coi. Thì coi ớt cho khán giả coi coi. Kiếm cái ấm rồi ta. Ở trong nước cho tắm. Trên lầu. Đùng 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 đùng. Thì ba đóng nước cho con một tí, ba đổ vô cái thau của em, con ngọn tắm trong thau em nha. Dạ. Đau thấy nhỉ. Ê, khán giả cũng thấy Hiển thì cũng hớt tóc cho con Hiển xong rồi. Thì mình có thêm cậu nữa. Mình hết cho anh hai nó xong gì thời gian nữa có thể là mình hết cái thằng kia được. Thì từ đây đến sau chắc mình hết cái chỗ đó luôn một kiểu. Rất là các bạn thấy đẹp không? Thấy đẹp thì bình luận dưới cho là đẹp, còn xấu nói xấu nghe các bạn. Cảm ơn khán giả đã xem.